Vậy là ngày hôm nay mùng 3 tháng 4, đỉnh Lưu Phu Bao đã chính thức về quê hương Tứ Xuyên lấy chồng. Để chia tay công chúa, hàng ngàn người đã đứng xếp hàng dưới mưa tạm biệt Phu Bao lần cuối, nhiều người thậm chí không kìm nổi nước mắt. Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trước đó, vào ngày mùng 3 tháng 4, gấu trúc nổi tiếng Phu Bao đã chính thức rời Everland, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và lên đường trở về Trung Quốc. Vào thời điểm Phu Bao lên xe rời khỏi công viên, đã có rất đông người đứng xếp hàng dưới trời mưa để tiễn chú gấu trúc nổi tiếng này lên đường trở về quê hương. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh ông Kang, một trong những người chăm sóc Phu Bao từ khi lọt lòng, đã gục đầu bên xe tải chở chú gấu trúc này rời khỏi công viên như lời chào tạm biệt đứa cháu thân yêu. Phu Bao sẽ được vận chuyển từ sân bay quốc tế Incheon đến căn cứ Golong Suping của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Tứ Xuyên bằng một chiếc máy bay thuê do phía Trung Quốc chuẩn bị. Ông Kang, hay được gọi là ông ngoại Kang Bao, xúc động và bật khóc khi tiễn Phu Bao về nước. Được biết, ông Kang là người đã chăm sóc Phu Bao ngay từ khi lọt lòng. Ông ngoại sẽ đồng hành cùng Phu Bao trong suốt quá trình di chuyển đến nhà mới.